Rồi phần tiếp theo á, đây có một cây mai đây ha, một mai cái này hình thú hay gì đây, hình con gì cũng chả biết, con lân con gì mà nó rất là nhiều chân. Cái này nè thì nó rụ nụ nhiều mà cũng chưa, nó chưa có nở bông nữa, cũng chả biết đó là nó là bông nó đẹp như thế nào nữa. Nhưng mà mình phần nhìn phần phơi sơ ở ngoài á, đây là mai ghép ha, cái từ ghép mà cái từ ghép này nó đã lành nụ luôn rồi, cái phần trên thì nó chưa có liền nụ cả. Thấy không? Đó là từ ghép á, mai này là mai ghép. Cái gốc đẹp như thế này chúng ta không thể nào để nguyên thủy được, chúng ta phải ghép vào, rất là đẹp. Đấy, cái này rất là đẹp mà nhìn từ xa, ô gạch với là ô gạch 50 nha, rất là to đó chứ không phải nhỏ đâu, cái này rất là to. Rồi tiếp theo xem một vài cây nha, đây là giống cúc mai nha, cúc mai đây, những cái bông này nó mới nở lúc buổi sáng nè, mà ở đây thì nắng quá nè, sao bông nó sẽ bị héo rồi luôn, nhìn cũng không có bắt mắt lắm ha, không phải giống như giống Thủ Đức ha, Thủ Đức chỉ là dở Bến Tre, dù có nắng cỡ nào nắng á, bông nó vẫn đẹp, vẫn búp vẫn đẹp, vẫn nở bình thường, còn cái này nó bị héo luôn. Cũng có thể là cây này nó người ta để ở trong mát hay bị nhiều để cầm lại cái nụ nở á, cầm nụ nở ra đúng để chúng ta xem, rồi khi mà đem ra ngoài nắng này nó sẽ bị cộp ha. Nhưng mà kinh nghiệm mình khoảng 5 năm mình là trồng cái giống này á, đấy 5 năm là do giống này hoặc là do kinh nghiệm mình chưa tới hay sao đó, thì mình làm cái giống này á, nó nụ rất là nhiều, nhưng mà khi nó nở bông á thì nó nở khoảng được chừng 50% thôi, nó không có nở hết. Còn giống Thủ Đức thì nó nở được 70-80%, nhưng bên kia cây nhỏ là cây Thủ Đức đó. Đây, cây này nụ rất là nhiều á, gốc xù xì, đây là mai ghép á. Cái lô này thì nó khoảng 20 cây, trong đó mình thấy có được phần đẹp á, đẹp theo ý mình đó là khoảng được 3 cây thôi, 3 cây về cái độ lạ thì có đây, có được 2 cây mai xù và 2 cây mai hình thú ha, 2 cây mai xù và 2 cây mai hình thú. Đây là một cây, là một trong những cây đẹp nè, đây là giống Thủ Đức á, đây là mai ghép. Đây là cúc mai, đây là mai zin, có thể đây là cái nguyên bản zin Bình Định nè. Nó nhìn thấy chúng ta có đó đoán được cái thế cây nè, thế cây là mai Bình Định nè. Đây thế cây, cái thân trên rất là to. Nếu có như những cây mai tự nhiên là cái thân rất là to, thân nó to, nó phát triển theo cách tự nhiên. Ở dưới to rồi ở trên nó nhỏ, còn mai ghép á thì cái gốc rất là to mà từ ghép nó nhỏ thôi. Đó chúng ta có thể tự suy luận được. Nụ rất là nhiều á, nụ đặc luôn. Nhưng mà khi ra nắng nó bị héo á, chuyên trong nhà rất là đẹp. Mình có vài cây lúc trước mình chuyên trong nhà nó nở rất là dai á, nó nở khoảng 5 ngày á. Nó không có nó lâu tàn, nhưng mà chúng ta phải chuyên trong ở trong mát nha. Đây là cây mai xù á, mai tự nhiên năm cánh. Cái này không phải tự ghép á. Chúng ta có thể nhìn thấy ở phần phía trong thân kìa. Nó ở trong thân đó, những cái bông nó mọc ra đó, thấy không? Đây, cái lô này thì khoảng 20 cây thôi. Những cây này thì nó cũng tương giống như bán ngoài chợ thôi ha, cũng không có gì đặc sắc lắm. Có cây mai hình thú nhỏ nè, ô gạch với là ô gạch 50 ha, 5 tấc á. Cái cây này rất là to nha, chứ không phải nhỏ đâu. Ta nhìn trong video coi bên điện thoại á, mình ta thấy nó nhỏ nhưng thì nó rất là to. Đây là mai xù á, đây là mai ghép giống giảo, có thể là giảo cánh gai không chừng, bông rất là to. Cũng chả biết ghép giống gì nữa ha. Chúng ta nhìn thì chúng ta đoán mà thôi, bị bông rất là to, bông nó không giống Bến Tre cũng không giống Thủ Đức mà rất là to. Phía phần dưới rễ kìa, có cái nụ hoa lên luôn ha, đó rất là hiếm á, cái rễ mà nó sinh bông được luôn. Đây là mai xù á, đây ghép Thủ Đức này, ghép mai vàng Thủ Đức ha, bông rất là to đó, to mà nó vàng sẫm. Đây đặc điểm nhìn nhận dạng, đây vàng sẫm mà nó búp á, khi mà nở ra búp giống như bông giả vậy, búp giống như cái chảo parabol nè. Rồi chúng ta kết thúc video số 2 ha, chúng ta coi được 20 gốc này. Mai năm nay cũng bớt rồi. Rồi xin chào á.